Chào các bạn, trên hình ảnh mình đang quay cái cây có một cái màu lá láng xanh non rất là đẹp như thế này nha các bạn. Nhưng mà trên cái ngọn của nó này các bạn thấy nó có cái màu phân phất hồng, cái ngọn non nha các bạn. Tức là cái ngọn này, cái lá này nó cũng đã chuyển qua màu khác rồi, khi nó còn non hơn á nó sẽ có cái màu đỏ nha. Đó các bạn thấy có quen thuộc không? chắc không ít các bạn đã nhìn qua cái cây này cái cây thuốc mình giới thiệu hôm nay một trong những cái cây mà phòng ngừa những cái bệnh về tim mạch cực kỳ hiệu quả nha các bạn đặc biệt là trong đó đó là ngừa đột quỵ này chống cục máu đông này rất là tuyệt vời luôn đây gọi là cây thành ngạnh hay là cây đỏ ngọn nha các bạn dù là tên thành ngạnh hay là cái đỏ ngọn thì nó vẫn là cái tên gọi quen thuộc trong các cái bài thuốc dân gian. Và ngày nay thì y học hiện đại cũng đã tập trung nghiên cứu nó bởi vì những cái giá trị của nó đối với bệnh tim mạch và những cái bệnh như là giảm suy giảm trí nhớ nha các bạn là gần như cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, mình có đọc trên một cái bài viết của báo Sức khỏe Đời sống nha. từ năm 2002 đó thì đã viết có một cái bài viết rất là tuyệt vời về cái cái cây đỏ ngọn này à, Lát nữa mình sẽ nói thêm cái mô tả về cái công dụng của nó cũng như cái trị bệnh của nó Rồi cách đây một thời gian mình đã từng đăng trên, trên kênh một cái video về cây đỏ ngọn này nha các bạn Nhưng mà rất tiếc là có nhiều bạn á là không được tiếp cận bởi vì kênh mình thì có nhiều video đó Cho nên là nhiều khi thì các bạn tìm không ra Một số bạn thì vẫn hỏi là có cây thuốc nào mà ngừa cái tai biến rồi đột quỵ rồi cột máu đông á đó. đó mà thời gian gần đây á có những điều các bạn cũng hiểu đó là sau cái dịch covid á thì cái tình trạng mà đột quỵ nha các bạn rồi cái chiều hướng bị cột máu đông á dẫn tới đột quỵ rồi tai biến á rồi sơ vừa động mạch đồ các thứ là gần như rất là nhiều các bạn có lẽ là trong gia đình này người thân gia đình rồi trong làng trong xóm đó anh em bạn bè cứ lâu lâu là các bạn nghe có một người cứ đi viện về là khám là là hay bậy những cái bệnh nhưng các bạn như mình nói đó đó thì có lẽ là ngoài cái điều trị bằng tây y cái chỉ định của bác sĩ ra nha các bạn thì những cái cây lá dân gian, gian như thế này nè nó có thể giúp chúng ta phòng hoặc chữa bệnh rất là hiệu quả luôn đó mình trích dẫn cái bài viết cô bột báo bùa bộ, cái đời sống nói rằng là theo nghiên cứu gần đây tác dụng của cây đỏ ngọn đã được chứng minh là chống oxy hóa này có khả năng phòng ngừa ung thư bảo vệ chức năng tim mạch và lợi ích sức khỏe khác đó trong đó là có tác dụng điều trị sơ vữa động mạch thiểu năng tuần hoàn não nha các bạn rồi tác dụng tăng cường trí nhớ bảo vệ tế bào não tức là có nhiều người đã dùng cái này sự thật đó nha các bạn nhưng những người mà hay mất trí nhớ đi dùng một thời gian có nói mình là trí nhớ nó tan cường lại đáng kể luôn nha. Đó, cái thứ ba là tác dụng tăng cường tiêu hóa giúp ăn ngon ngủ tốt, tác dụng tăng cường sức khỏe chống lão hóa, Tăng tuổi thọ. Đó, và phòng ngừa những cái bệnh mà gần như muốn năng y nha các bạn. Đây, đó là những cái cái nội dung mà đang ở trên cái báo sức khỏe đời sống. Còn trong y học cổ truyền nha các bạn, từ lâu nó đã được ứng dụng một số trị một số bệnh về tim mạch này bao gồm sốc nhiễm trùng này chân thường tái tưới máu tươi do thiếu máu cục bộ suy thính giác nữa nha các bạn sơ vừa động mạch rồi uh, tan huyết áp những người bị tan huyết áp và những người bị tiểu đường ngoài ra lá cái đỏ ngọt còn được dùng tươi hằng ngày là một loại thảo dược trong các bài thuốc chữa đầy bụng khó tiêu uh, đái giác này tiêu chảy nhiễm trùng do vi khuẩn này viêm nhiễm này và kể cả hàng xỉ nha các bạn đó các bạn cố gắng xem cái video này và qua cái đây đó là những cái thông tin mà mình nói là đa số đã có kiểm chứng rồi đã được y học hiện đại chứng minh rất là tốt cho nên thì đối với bệnh tim mạch ngoài cái trị đang nói chúng ta phòng ngừa nếu như các bạn đã từng đi khám về mà có cái triệu chứng như mình nói đó thì nếu dùng nó một thời gian là là quá ok luôn nha sau đây mình nói ván tác một số cái bài thuốc cũng như cách áp dụng các bạn xem nha bài thứ nhất là sử dụng À mình nói cái cái cái, cái sử dụng nó là toàn thân đó nha các bạn. À, toàn thân nó, tức là là lá của nó nè. Thân của nó, vỏ của nó và rễ nó đều được áp dụng nha. Nhưng mà trong những cái bệnh mà mình như mình nói đó, đa số là dùng cái cái ngọn non của nó. Tức là cái ngọn từ cái cái cả bốn năm mươi phân từ trên cái ngọn mình tính xuống nha các bạn. Đó, như cái cành mình đang cầm nè. Đó, mình lấy ra thì hiệu quả tốt nhất cũng như cái vị thuốc nó dễ uống hơn. Còn những cái lá già phía dưới như thế này nó thoái hóa như thế này thì mình mình không lấy nha các bạn. Lấy đẹp như thế này là vị thuốc rất là tốt. Rồi mình nói cái bài hỗ trợ điều trị sơ vữa động mạch nha. Lá cây đỏ ngọn này là 30 g nha các bạn. Chỉ cần 30 g. Rồi sát uống trên ngày với lượng nước vừa đủ. Các bạn nấu thường xuyên do mình uống lâu dài. Có thể các bạn hãm như chè nha. Đó là bài thứ nhất thứ hai nó cũng lá đỏ ngọn này 30 g. Các bạn thêm uh, cây lạc tiên 15 gram và nếu có hà thủ ô bổ sung nữa nếu ba vị nữa thì nó cực kỳ tốt nha các bạn đó là bài thứ nhất nha bài thứ hai là giúp tăng cường trí nhớ tốt cho não và những người thiếu máu não nha các bạn thì gồm có cũng lá cây đỏ ngọn là 30 gram đó nếu mà dùng độc vị chúng ta như cái bài lúc nãy chúng ta cũng xét uống hàng ngày thứ hai nếu như các bạn có thì chúng ta ngoài cái lá cây đỏ ngọn 30 gram 30 gram khô nha tầm tầm gửi trên cây đỏ ngọn 30g nữa nha các bạn rồi nút nát 10g cũng sát uống trên ngày đó là cái bài về điều trị sơ vữa động mạch này rồi cái bài giúp tăng cường trí nhớ tốt cho não thiếu máu não nếu như các bạn không có những cái cây thuốc như mình nói lúc nãy mà phối hợp với cây đỏ ngọn nha các bạn thì chỉ cần các bạn dùng nó khoảng 30 gram độc vị 30 gram khô nha nó uống trong ngày thì nó đã hỗ trợ điều trị sơ vữa động mạch và đồng thời tăng cường trí nhớ tốt cho não luôn nha các bạn đó là cái bài đó nó cách sử dụng nó quá đơn giản đa số là dùng độc vị không cần phối hợp gì nha một bài khác tuyệt vời khác của cái cây thành ngạnh này cây đỏ ngọn này là trị đau đầu này rối loạn giấc ngủ tăng huyết áp bài này thì các bạn cũng dùng cây đỏ ngọn 30 g rồi nếu như các bạn có một cái vị khác tức là hoa quà đó 15 g rồi cho vào ấm cũng hãm như trà uống hàng ngày cực kỳ tuyệt vời luôn rồi bài hỗ trợ tiêu hóa giúp ăn ngon Dùng cho phụ nữ sau sinh đó nha các bạn Đây là một cây thuốc từ ngày xưa ông bà ta áp dụng cho phụ nữ sau sinh rất là nhiều nha Rồi lá cái đòn ngọn 15 đến 30 gram Rửa sạch Rồi hãm với nước sôi Hoặc nấu như nước trà uống hàng ngày Đó nó cực kỳ tốt cho chị em phụ nữ sau sinh Tức là hỗ trợ tiêu hóa nha các bạn Giúp ăn ngon nè Rồi ngủ tốt nè Rồi lưu thông bầu bộ máu huyết nha đó là những cái bài mà hôm nay thì mình đã có một lần đăng lên rồi. Đó các bạn có thể xem một cái kênh dài nữa trong kênh Phước Hòa Trần còn không thì các bạn áp dụng theo cái video này của mình. Đó nó đã được y học chứng minh chứ không phải là là không có cơ sở nha các bạn. Rồi những người mà mình nói như lúc nãy đó có khả năng cao về độc quỷ này. Rồi tai biến mạch máu não này, rồi cục máu đông này. sơ vữa được bệnh mạch vành đồ các thứ thì chúng ta cố gắng tìm nó để mà dùng cho các bạn đó những cái mùa nắng này chúng ta tìm về các bạn thấy như cái cành mình mình cầm như thế này rồi các bạn băm ngán như thế này đem phơi thật khô rồi bảo quản các cái vật dụng gia đình thôi cái chúng ta uống hàng ngày thôi còn thuốc nam loại thuốc nào cũng vậy như thế nha các bạn chúng ta có thể uống chừng tầm vài tháng để chúng nghĩ chúng ta nghỉ đi một thời gian đó rồi chúng ta lại uống lại đôi khi các bạn nếu uống trong một thời gian đủ dài thì chúng ta có thể đi kiểm tra là sức khỏe nha xem thì các cái triệu chứng trước đây mình đi khám nó có tốt không để chúng ta quyết định tiếp tục dùng nó nha các bạn cái hợp giữa đông và tây nó sẽ cho các bạn một cái quả cực kỳ tuyệt vời một câu nói dân gian, gian của ông bà ta từ ngàn xưa phòng bệnh bao giờ cũng không chữa bệnh nha các bạn bởi vì có những cái bệnh các bạn không phòng đến lúc chữa không kịp mình nói thẳng là chữa không kịp nha các bạn ví dụ như tai biến hay đột quỵ thì thì gần như là không kịp rồi à, nếu như có kịp thì cũng để lại di chứng không 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 tốt lắm nha các bạn Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Phước hoạch Trần của mình. À, xem được video này các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Để kênh mình đạt 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.